Hello nha, chào mọi người nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình là từ đường phố đây, rất vui gặp mọi người. Chúc mọi người vui chơi thoải mái và thư giãn xem clip của mình. Anh em thấy hay nhớ lại cho mình một like, một subscribe nha, cảm ơn bạn rất nhiều. Trước khi bắt đầu video hôm nay thì chúc anh em một buổi tối vui vẻ nha, ăn cơm ngon miệng và xem video mình thấy vui vẻ nhất, cảm ơn các bạn rất nhiều. Đấy, anh em nhìn thấy đấy, anh em đọc tiêu đề nó biết rồi, đây con này rất là mới anh em. Đó, con nạc mới được của bạn Văn Tú Channel cho anh em nhá. Và trước khi bắt đầu video thì anh em cho mình xin gửi lời các bạn theo anh em cho mình xin 15 giây quảng cáo nha mọi người. Đấy, đầu tiên thì anh em nào chưa xem video mới của mình ở bên kênh Hoàng Hiếu Vlog thì tranh thủ lên xem nha mọi người. Đó, mình vừa update để video mới lúc chiều nay. Ngoài ra event tặng hàng vẫn đang diễn ra nha anh em nha. Đấy thì để cảm ơn Văn Tú thì mình muốn nhờ anh em một điều một chút đó là anh em lên YouTube này có kênh Văn Tú Channel nhá. Đó, qua kênh của Tú này. Đấy, qua kênh của Văn Tú Channel và anh em lại cho Tú một đăng ký và một chuông thông báo cho mọi người để nhận được video mới nhất và của Tú. Đấy, Tú thì hay làm event hơn mình nhưng mình thì ít khi lắm, thì anh em đăng ký nên nhiều thì anh em kêu thì mình làm nó chứ. Tú hay làm event, anh em rảnh qua bên Tú chơi này, có gì anh em subscribe giúp Tú lên cao mốt nhá. Chứ thấy em nó kêu lên cao mốt từ lâu rồi nó chưa đủ. Đó thì để cảm thay lời cảm ơn thì mong sao anh em giúp đỡ qua bên đăng ký kênh giúp Tú chúng mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thôi chúng ta quay trở lại với con nạc game nha mọi người. Đấy, quay trở lại với con nạc Philip xin anh em. Con nạc VIP 12 level 66 đang đứng ở server 459 anh em. Đó. Con nạc cũng khá là chất. Thì con nạc này sắp tới thì mình cũng sẽ làm event thôi. Đấy, Tú mới cho hôm nay cũng để mình làm event nhưng mà chắc để bữa sắp tới anh em nha. Cả 9 2k gì đấy. Bữa có con nạc top 1 để 2k rồi, con nạc này cũng có khi để cả 9 hoặc 2k đó anh em. Đấy, bởi vì con nạc này khá là chất nha mọi người. Team bay, team nham, đầy đủ PR, hồn rồi các thứ các kiểu anh em. Đấy. Anh em có thể thấy đấy, con nàng này cũng sắp tới cũng mình cũng sẽ làm event thôi, bởi vì ăn được cho Tú cho mình kêu làm event thì mình sắp tới đợi kênh đạt đủ nên lượt đăng ký cao rồi nhiều anh em hơn thì mới tặng con nàng khủng cái này nha mọi người. Đó, có gì anh em chia sẻ subscribe kênh nên giúp mình. Đấy, đang chơi event 1k7 đây anh em, sắp tới lên 1k8 có một cái event, bữa có con nạc đó mình cũng để góc đó lên k8 này có event luôn. Đấy, thằng lên k9 này chơi con nạc này luôn anh em, lên 2k tặng con nạc top 1 luôn. Vì sao mình không vào đây? Vì con nàng này không có top tủng như anh em nha. 14 thôi. Đấy, siêu tập 21, thuộc giới 13. PK 14. Mình xem nào, túi đồ thứ ngon không nào. Ăn 8 cái bánh mì à? Mắc cấp cao dùng luôn đi. Cái đồ gì đồ. Skin, ấy chà, skin trong thế mà. Ôi, nhiều nhá. Khá là nhiều. Ui, ngon này. Wow. Ngon, trong thế con nàng này ngon anh em. Dư mấy skin nhìn là thấy ngon rồi. Đậm chất đấy. Pro đạt không có nhiều à. Xem nào, đá truyền là thứ còn nhiều không? Ta mình đã truyền thường 166 cái DNA ra. Đấy, mình sẽ review qua thôi. Đó thì anh em thấy con nạc ok thì đấy, chuyển thôi anh em. Đó, con nạc này mình tính 1k9 nha mọi người. Đấy, even 1k9 người đăng ký nhưng mà mình tính 2k cơ. Nhưng thôi, nếu mà cứ để hôm tới xong event 1k7 này, 1k8 thì mình sẽ chốt ngày để 1k9 nhận con này, không thì con này cũng để dồn ngày 2k luôn anh em. Đó, 2k tặng luôn mấy con nạc top 1 cho vui. Thôi, giờ chúng ta sẽ trở về vấn đề chính của buổi tối nay nha mọi người nha. Chúng ta sẽ trở lại với con nạc ở server 458 nha anh em. Đây, con nạc mới xử lý một bao qua mình mới review đây anh em. Nạc khung cảnh quen thuộc anh em. Góc quay hơi khác tí thôi. Rất là đẹp luôn. Mình mới cách lấy hộp pa cho nó đẹp này. Đấy. Vào đây. Đó. Quay lại này, quay lại hộp pa, quay lại này anh em này. Quá đẹp luôn. Bây giờ chỉ cần vào tắt cái này đi là được ngay mà. Đâu rồi, tắt đi luôn. Đó, thì gắn anh em. Đó, thấy đó, pa ngay đẹp chưa. Rồi, gắn lại cái danh hiệu cho Tú đã quên. Thì đã thấy là mình giữ cầu vòng rồi. Đó, thì hôm nay chúng ta sẽ trở lại đây và review cháu Mewtwo X nha anh em nha. Đâu rồi, Mewtwo X đâu rồi. Đấy, hôm nay sẽ là hôm đầu tiên mình trải nghiệm đánh cháu Mewtwo X anh em. Đấy, Mewtwo X bá chủ nha, hô thì chưa đủ nguyên, nó chưa tỏa sáng anh em không lên được. Đấy, hôm qua anh em kêu hô quá, anh em kêu theo hô các anh em kêu lên hô bá chủ đi thì hô chưa đủ nha anh em. Ôi chết, cháu này chưa lâng gì hết à. Thế này ngon lành rồi, chưa lâng cấp gì, ô tội nghiệp cháu không anh em. Nhìn này, nhìn nó tội nghiệp không. Lên thôi, thân mật phi nào. Ôi chết Tú, sao để bỏ đói nó thế này.
Hôm nay có tiêu thì được mà nó chưa tiêu, Tú nó chưa tu hết thì được sao trời. Buồn nha. Rồi lên nào. Thâm mật lên được bao nhiêu? Wow, 59 anh em gắt ghê. 60 luôn này. Skill mà full hết rồi anh em. Giao điểm bao nhiêu nội tại này, bản thân tăng 500 dam khi bắt đầu một hiệp. Nếu trước đó một hiệp Mewtwo X bá chủ chưa bị tấn công sẽ tăng 300 nộ. Quy lực skin tăng 500 và bạo kích, còn nếu bị tấn công sẽ mất đi nộ đã tăng, nhưng hiệu quả quy lực skin sẽ bạo kích gấp đôi. Khi kết thúc hiệp có thể tăng 500 tỷ lệ và 500 miễn dịch. Wow, gắt ghê anh em. Kill gắt ghê, đọc kill đây gắt rồi, một kill đánh này anh em. Hút tất cả hiệu quả có lợi của đối phương, tạo sát thương để đánh đam, tấn công hút 5% sát thương chuyển thành HP cho thân. Nếu một hiệp trước đó Mewtwo X bị tấn công thì tăng 100% sát thương và hút 100 sát thương chuyển thành HP cho thân. Kinh. Ngắt quá anh em. Một kiểu siêu đam anh em, tấn công sao có thể chuyển năm khó đó, 500 khiến kẻ địch bị hỗn loạn hai hiệp. Đấy, có 100% khiến bét trừ bét hay sâu anh em, hỗn loạn và xóa tất cả lộ. Ngon. Một kiểu nữa, một kiểu gì đây? Kiểu yêu anh em, tạo sát thương yêu đam và bản thân cũng chịu 20% sát thương phản đòn, kèm theo một hiệu ứng 100% sát thương 100 trừ bét yêu siêu sẽ chịu 5% sát thương phản đòn anh em, sắp đi. Công ty anh em hút tất cả skill có lạnh có lợi của đối phương, tạo sát thương hệ đánh đam. Skill này có thêm 100% tỷ lệ trúng và có tỷ lệ cao bạo kích. Nếu có một hiệp trước đó một hiệp nếu kích bị tấn chưa bị tấn công sẽ tăng 100% sát thương anh em, uy lực 150 này em biết gắt cỡ nào rồi. Skill học hành đầy đủ, mình sẽ kiểm qua xem trang phục các thứ mang chưa. Không mang trang phục à, thôi cũng khỏi mang đi anh em. Pro xong tẩy lên cho cháu nó có tí đặc lợi nhỉ. Tẩy tí nào. Con ạc server mới mình đang cày tẩy đen lắm anh em. Từ qua giờ đi gùi được bao nhiêu đá mà tẩy không lên được dòng nào, cho mà con nào hết, không có con nào lên được một dòng nào luôn. Sáng nay tẩy máy cô ba đi ẩn mới lên được một dòng đam anh em. Nghe đầu đau thương thôi rồi, thôi để nhà đi. Hôm nay thì chúng ta sẽ đánh thử cháu Mewtwo X bá chủ anh em nha. Đấy, giờ ta sẽ ra ngoài nha mọi người. Này, đi kiếm vài trận, làm vài trận cho cháu là lần đầu tiên test thử Mewtwo ấy. Nghe không biết là cảm nhận đánh nó nhào, mình thấy bữa mình xem mấy video để đánh thế là gắt. Mấy bữa mượn ạc mà chưa mượn được ạc nào để đánh, em hôm nay thật sự khó khăn lắm ấy, có một con ạc để đánh nhá. Chúng ta sẽ chờ vị ở siêu về điện trước. Đấy, sẽ test thử cháu Mewtwo xem nào, skin đánh fail. Chứ mình xem thấy đánh fail lắm, nhất ulti one hit ghê cực. Giờ con này nó tựa như kiểu ma sát đâu anh em, cái kiểu bị đánh mà không đánh kiểu tựa ma sát đâu nhá. Ô sao nạc nóng thế này, hệ dòng à, một đấm còn con dây nữa, dây à. Ôi trời, ta đang đánh chế độ x1 đúng không mọi người. U sô kêu đẹp đẹp kinh luôn anh em. Chúng ta sẽ sử dụng ulti nhá. U sô quay lên một quả lộ ngăn xuống. Thật sự là mình không biết gì nhưng mà em nó xử lý quá nhanh anh em, sức mạnh nó đánh quá nhanh quá, không kịp nhìn. Chúng ta sẽ tăng lực chiến lên tí, bởi vì như có vẻ như này vẫn chưa đủ để thấm nhoài với em nó anh em. Thấy em nó múa không à, đội bạn chưa kịp được làm gì hết. Chúng ta sẽ đánh lên một tí nhá, 5 triệu lam thế nào. Để sẽ đánh lên team 5 triệu lam coi, này đánh team 4 triệu không thấy thấm nhoài, chúng ta đánh lên team 5 triệu nha. Rồi, đầu tiên, mình đội bạn chưa à? Gắt rồi đây, bị đánh rồi. Đấy, nếu bị tấn, đã bị tấn công thì không thể à? Thế thì dùng kiểu này đi, phản sát thương à? Ừ, cũng được anh em, chúng ta sẽ bắt ra rôm chưa nha? Chắc cắn đau gớm nhỉ? Ôi rồi, assert nào lên vào, và kêu quất đau, quất má cái phong à? Một kiểu yêu cho rôm chưa anh em? Ba tia, bốn tia cắt, gắt kinh. Cứ phát một anh em, nó cứ phát một mà nó tương thôi. Thật sự không có khả năng mở khiên của đội bạn nhanh, chứ không thì mình nghĩ đội bạn cũng nên thớt hết rồi. Giờ thì chúng ta sẽ dùng đến chim y nhá. Một kill hệ yêu tiếp. Ui trời ơi, nào Acer nào.
Giờ còn đây sớt thôi. Đấy. Cái bự kia này, chui cho nhìn kêu nó đẹp thật anh em, nhìn kêu của nó rất là đẹp nhá. Quả này vẫn phải tăng được chiến lên đánh nó mới phê anh em, chứ nhà chưa thấm nhuần vào đâu hết. Một quả lộ. Chu cha. 1,3 triệu là 1,3 triệu, anh em nào xem ấn nhá, chậm lại nhìn hộ mình cái 13 triệu là 1,3 triệu vậy trời. Gắt ghê. Nên tìm 6 triệu coi anh em. 6,4 triệu, đấy là tìm hồn chiêu này, đánh luôn. Ra trận. Này chả có bạn đồng hành mà sao đâu anh em. Có bạn đồng hành mà sao đâu nha. Ồ, team này thì khỏe quá anh em. Chưa kịp múa rồi. Bị thương khắc chế nó phang cho một phát chết tươi rồi anh em. Tabu lè lè nó thương khắc chế, dùng một kêu thương khắc chế nó phá cho một phát đi rồi. Ồ, chúng ta đã quẩy với team 5 triệu mấy rồi. Không đánh được thì lại đi quẩy team 5 triệu. Có lẽ quẩy team 5 triệu này được không? Team 6 triệu mốt coi, team gì đây? Bắt team này cũng được. Là 1-2 trận nữa chơi nhưng có nhận đánh mà đánh em nó rất là vui, nhưng em đánh về đặt ở server mới mà con này chơi chắc bá lắm. Đấy, như kiểu server mình hạn giờ mà cầm cơ này trong tay chắc là đứng top 1 cũng không phải lo. Chỉ cần trên dưới lực chiến không quá nhiều chắc là không sợ đối thủ rồi anh em. Bắt Lura đầu tiên nha. 1 kill. Sau khi bậy bớt tư khắc hệ thì có vẻ như chúng ta em Lura của chúng ta Mewtwo chúng ta có vẻ yếu đuối hơn rồi nha mọi người. Đó, anh em thấy qua đó, không phải con nào cũng là mạnh nhất nha. Đây là bài học chúng ta rút ra được sau lần trải nghiệm này. Đó, lần này chắc không thể nào ăn lại được rồi. Đó. Đây là cuối video mình muốn giải thích cho anh em, đó là không phải con nào cũng là mạnh nhất. Bởi vì nếu mà test thật sự thì hai đoạn đầu thì anh em thấy rất là mạnh. Nhưng dù sao skin của em nó cũng rất là bá nha mọi người. Thế mình nói thật luôn, quánh thật sự rất là bá luôn. Khi mà cầm bọn em mà đánh cái tầm cớ như này anh em, kêu văng rất là phê. Mình vừa đánh team này đâu, một team 5 triệu chơi team 5 triệu phát. Văn cuối lấy danh dự anh em. Thật sự chơi con Mewtwo này rất là phê anh em. Cái cảm nhận chơi đánh nó sướng. Mình nghĩ nên để cho team chơi chắc sẽ vui. Bởi vì dù sao lên về sau em nó lên được nhiều mà. Con Mewtwo này còn lên được nhiều dạng anh em. Ở đây như team này mình đánh rồi. Team này mình đánh rồi anh em. Đánh lại thôi. Phải không ta? Không phải là team khác mà. Cũng đúng rồi, là team này anh em. Đúng rồi, nãy team này rồi. Thôi, nhớ rồi, vào rồi đánh luôn anh em. Nhưng mà nhớ nãy là đâu có khiên đâu mà. Như nãy team 5 triệu mấy mà anh em. Thôi kệ, bỏ đi, dù sao cũng là trận cuối mà. Nãy trận danh dự cũng được. Nãy trận danh dự cho em nó. Tung kim hệ yêu nào. Đấm dài anh em, nó kia là một cái tờ kim x chéo nhá. 3 phần x chéo. Rồi lần này thì tạm biệt Aesir nha. Đó rõ ràng lần này đánh team khác anh em, chẳng qua là trùng thôi. Chứ đánh team khác này không hề có con ấy đóng băng nha mọi người. Vì nếu có thì nó xuất hiện luôn rồi. Một lộ. Ê. Nói chung thật sự hôm nay được trải nghiệm em nó là một vinh dự lớn nhất của mình anh em. Từ bữa giờ mơ ước được sờ mà cũng nghĩ là khó, mà không ngờ hôm nay cũng được cầm rồi. Ở video hôm nay thì mình cũng kết thúc đây thôi. Có gì là mình em ở video tiếp theo nha. Bye bye. Chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Tạm biệt mọi người. Và anh em nào chưa tham gia event thì tranh thủ vào kênh tham gia event của mình luôn nha. Và nhớ đăng ký kênh nha mọi người. Đó. Cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye.